Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ giải thích cùng các bạn cái từ FBA là gì nhé các bạn. Thì như các bạn biết đó FBA thì nó biết tắt bởi ba từ là full, few months by Amazon, tức là được hoàn thành hoặc là được hoàn tất bởi Amazon các bạn. Tức là cái đơn hàng á của mình khi mà có khách hàng click và mua thì cái đơn hàng đó được hoàn tất bởi Amazon, tức là Amazon sẽ đóng gói vận chuyển cái món hàng đó tới cho khách hàng và thu tiền cho mình là seller và khách hàng có gì thắc mắc thì Amazon sẽ customer service tức là sẽ trả lời khách hàng qua điện thoại hoặc là qua tin nhắn. Vậy ba từ FBA một lần nữa đó là viết tắc của ba từ đầy đủ là fulfillment by Amazon tức là cái đơn hàng của mình được hoàn tất bởi Amazon thì cái điều này nó khác với cái cách khá là truyền thống tức là khi chúng ta list hàng chúng ta đăng hàng chúng ta trên cái website Amazon và khi có khách hàng mua thì chúng ta sẽ lấy hàng trong kho của chúng ta chúng ta sẽ đóng gói chúng ta sẽ vận chuyển chúng ta sẽ thu tiền và chúng ta sẽ trả lời khách hàng tất cả những thắc mắc thì cái FBA Amazon nó tạo nên một cái hệ sinh thái và nó giúp cho seller là người bán đặc biệt là international sellers không nhất thiết phải có mặt trong cửa hàng hoặc là nhà của mình tức là một người bán như seller là người Mỹ thì có thể du lịch bên Thái Lan, bên Philippines hoặc là Việt Nam. Mà chỉ cần việc list cái hàng của mình và thậm chí là nhờ cái trợ lý VA, tức là Virtual Assistant của mình. Trợ lý mình list cái món hàng đó lên Amazon.com ở Mỹ. Và và khi mà có cái đơn hàng thì Amazon sẽ gói hàng, sẽ ship hàng, sẽ vận chuyển hàng, sẽ thu tiền, sẽ customer service cho mình và lẽ đương nhiên là cái món hàng của seller đó nó phải nằm trong nhà kho của Amazon tức là phải nằm trong FBA Amazon warehouse đó các bạn. Và điều này nó nó dẫn tới một cái cái điều là sao? Là hàng khi chúng ta nhập từ cái sọt là cái nguồn hàng có giá rẻ nhất là ví dụ như Alibaba bên Trung Quốc sẽ được ship trực tiếp từ Alibaba tới thẳng cái kho hàng cái phần kho hàng của mình ở trong Amazon warehouse nha các bạn vậy có thể nói fba amazon á là một cái hệ sinh thái nó giúp cho Internet seller có thể bán hàng của mình một cách tự động và thu nhập là không giới hạn các bạn bởi vì nếu mà seller đã tự đóng gói tự ship tự vận chuyển tự customer service tự um, nhận tiền của khách hàng thanh toán và trả lời tin nhắn và thư của khách hàng thì cái số lượng hàng hóa cái số lượng đơn giá cái số lượng khách hàng mà cái seller đó phục vụ sẽ bị giới hạn còn này mình đẩy qua Amazon sẽ làm việc một cách rất là chuyên nghiệp bài bản và chính FBA Amazon là cái phần thịt là phần thịt trong ổ bánh gato tức là phần bánh trong ổ bánh gato hơn 80 thu nhập của Amazon là tới từ FBA Amazon seller nha các bạn đó mình vừa chia sẻ với các bạn về cái khái niệm FBA Amazon là gì. Và để hiểu được một cách sâu sắc FBA Amazon là gì, thì trong cái phần này có một cái thuật ngữ rất là quen thuộc. Và nếu chúng ta nghiên cứu sâu thì chúng ta sẽ thấy chính nhờ cái thuật ngữ này là cái vũ khí bí mật mà đã giúp cho Amazon vượt qua cả hàng ngàn các Uh, e-commerce uh, platform ở nước Mỹ và trên toàn thế giới và trở thành cái e-commerce lớn nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại với cái lượt truy cập một tháng organic traffic là 2.06 tỷ lượt người truy cập một tháng và amazon.com ở Mỹ thôi các bạn chưa kể trên 10 quốc gia khác trên thế giới đó là cái từ các bạn thấy đây là cái từ uh, Prime Prime giống như prime minister Prime có nghĩa là giống như từ VIP các bạn tức là sao các bạn ngay từ đầu Amazon mới đưa ra cái thuật ngữ là uh, Prime là chính yếu là quan trọng là VIP tức là very important là những cái thành viên là những cái buyers những người mua trong số 325 triệu uh, khách hàng nước Mỹ đó thì nếu bạn đóng cái phí membership là 119 đô la một năm ở thời điểm 2019 nha các bạn thì bạn sẽ được ship hàng miễn phí mua không giới hạn bao nhiêu món hàng cũng được thì sẽ được ship miễn phí nha các bạn. Trong 48 triệu bang Hoa Kỳ trong vòng 1 năm bạn đóng cái phí uh, Prime Membership 119 đô la thì các bạn sẽ mua không giới hạn các món hàng trên amazon.com ở Mỹ và được ship miễn phí trong vòng 48 triệu bang. Nếu bạn ở Việt Nam thì lúc bây giờ cái món hàng nó nằm trong kho Amazon ở Mỹ thì nó ship về Việt Nam là ship quốc tế thì thì lại không được free shipping mà phải trả ship quốc tế. Vậy tôi muốn nhấn mạnh cái từ là bạn sẽ được ship hàng miễn phí trong 48 triệu bang Hoa Kỳ và địa chỉ của bạn phải nằm trong nước Mỹ. Rồi, nhớ các bạn. Và lẽ dĩ nhiên đó thì các bạn thấy là Amazon đã thu được số tiền rất là khổng lồ. Nhớ các bạn bởi vì sao các bạn? Bởi vì có hơn 80 triệu khách hàng trong số 325 triệu người Mỹ thì có thể à, a Prime membership. Thì 80 triệu mà nhân với 119 đô thì ngay từ đầu Amazon đã thu được số tiền là 9 tỷ rưỡi đô la. Để làm việc khác và sau đó khách hàng mua thì Amazon sẽ ship hàng miễn phí cho khách hàng với điều kiện là địa chỉ khách hàng trong nước Mỹ và dĩ nhiên là Amazon guarantee là cái món hàng đó được ship là thường là chậm nhất là hai ngày sẽ tới nhà của khách hàng và thường là một ngày các bạn thậm chí là 6 giờ nếu các bạn có thể thấy những cái locker những cái cái uh, giống như là cái hộp mà đựng thư các bạn công cộng đó, và đưa cái mã số bạn bấm vào cái màn hình mã số thì cái cửa của cái locker đó, cái hòm thư đó sẽ bật ra, giống như những cái hòm uh, thư, những cái hòm cái hộc mà để đồ ở trước các siêu thị ở Việt Nam các bạn. Và ở bên Anh thì đã giao hàng bằng drone, uh, bằng máy bay bay nhỏ, uh, giống như máy bay mà các bạn thường sử dụng để quay những cái quan cảnh ở trên trên cao với cái máy bay mà nhỏ drone đó như là Phantom thì nếu nhà bạn cách cái trung tâm Amazon ở bên Anh dưới 5 mau là khoảng 7 cái số, 10 cái số gì đó thì Amazon sẽ giao hàng có thể là 30 phút là hàng tới. Thì trên video YouTube có một cái video rất là nổi tiếng ha về cái đôi giày đó. Khi mà đôi giày đứa bé nó cần cái đôi giày thì nó bị hư hỏng hay nó mất á thì trong vòng 30 phút là hàng nó được giao trước cửa Uh, khách hàng và đứa bé nhận được đôi giày kịp lúc để nó đi sinh nhật bạn bè nói hoặc đi học gì đó và các bạn biết không thống kê cho thấy là thu nhập bình quân á, của những cái thành viên mà có thể uh, prime membership tức là VIP là có thu, có thu nhập trên 100.000 đô một năm tức là đây là khách hàng là phần kem ổ bánh gato các bạn phần kem ổ bánh gato nhé các bạn là những khách hàng có thu nhập thường xuyên vậy họ mua rất là nhiều bởi vì họ đã đóng 119 đô la phí membership không lẽ họ mua một món hàng được ship miễn phí thì họ cảm thấy lỗ nên họ càng mua càng nhiều và họ nghĩ là Amazon ship miễn phí như vậy sẽ bị thiệt thòi nhất là ship những món hàng rất là lớn như là bộ ghế sofa hoặc là TV khủng thậm chí là tủ lạnh cũng có bán trên Amazon luôn các bạn nhưng không Amazon vẫn rất là lời các bạn tất cả tính vào phí và phí của cái seller nhé các bạn Đó vậy cái từ uh, Prime nếu mà buyer là người mua đóng cái phí 119 đô la một năm thì là uh, Prime membership thì cái người khách hàng đó là VIP ha, là buyer là uh, uh, Đó là người mua. Còn đối với seller đó mà nếu đồng ý đẩy hàng vào trong kho của Amazon và nhờ Amazon đóng gói hàng, ship hàng, thu tiền customer service đó, thì cái cái item cái món hàng của seller đó có cái từ uh, uh, Prime ở bên cạnh và lẽ đương nhiên là Amazon sẽ thu trung bình là khoảng 30% trên cái giá món hàng mà list trên amazon.com. Đó, vậy lúc giờ là Prime. Mình đánh giờ FBA là mình là Prime seller và món hàng là Prime item. Nhá các bạn. Bây giờ mình ví dụ cụ thể luôn, đây mình vào amazon.com, ví dụ mình đánh cái từ khóa là iPhone 11 cái cái cái, cái, cái ốp salon điện thoại iPhone 11 thì mình thấy trên 20.000 kết quả tìm kiếm đây, thì bạn thấy có những cái từ uh, prime này đây, từ prime đây, cái seller này có từ prime tức là khi mình mua món hàng này và với điều kiện là prime có đóng cái phí 119 đô một năm á thì sẽ được ship miễn phí và đây cũng uh, prime luôn, uh, prime luôn đúng các bạn và cái món hàng này cũng uh, prime và món hàng này cũng có tất cả tất cả đều, đều có uh, prime hết đúng không các bạn. Để có price hết và dĩ nhiên là có những món hàng không có cái từ price bên cạnh nhé các bạn cũng có chứ không phải là không nhưng mà rất ít à, và mình nghĩ là cũng khoảng là trên 80 90 phần trăm là có từ price và dĩ nhiên là nếu mà mình không có đóng em ship thì bây giờ mình phải trả phí shipping các bạn nhé các bạn Ok đó bạn thấy không có từ price đây tức là bán dưới dạng FBA và mình đã trình bày các bạn một cách rất là cặn kẽ ha về FBA Amazon là gì và cái từ Prime thì thường chúng ta chỉ hiểu là Prime membership là cái người mua có cái thẻ VIP mà thực sự cái từ Prime cũng gắn vào món hàng như các bạn vừa thấy, tức là món hàng đó do seller nhờ Amazon bán dùm ship hàng, đóng hàng, vận chuyển, customer service và Amazon sẽ ăn 30% trên giá trị món hàng bán. Và cái tiếp đó là cái món hàng lúc bây giờ nó gắn chữ Prime vào nha các bạn và mình cũng vừa giải thích cho các bạn cái điều kế tiếp đó là cái vũ khí bí mật uh, của Amazon là sử dụng cái từ uh, Prime cái membership Prime membership để vượt qua hàng ngàn cái website hàng ngàn cái e-commerce uh, platform trên toàn thế giới và vì IP không có các bạn và các website khác thường cũng không có và chỉ có Amazon là đóng gói ship hàng và vận chuyển và hiện, à, thời điểm hiện tại 2019 cuối năm thì các kho hàng trong Amazon thì thiếu nhân viên đóng à, gói bao bì thiếu trầm trọng các bạn. À, lương tối thiểu ở thành à, phố Seattle thì bang Washington là 15 đô một giờ và thiếu trầm trọng tuyển thường xuyên nhưng không có kiếm được cái nhân viên các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào.